là biết chờ thôi. Ai biết được tương lai sẽ ra sao? Chàng cũng không thể. Nếu như chàng đã quyết ý từ bỏ gia nghiệp mà ra đi, xin chàng hãy nghe lời cầu xin của Thiếp. Gì vậy? Lúc nào chàng quyết định ra đi, xin hãy lặng lẽ ra đi trong đêm tối. Thiếp không thể nào chịu nổi nhìn thấy chàng ra đi dưới ánh mặt trời. Cô ba, con đường phía trước còn minh mang vô định. Nhưng mà ta hứa với nàng, sau khi giác ngộ rồi, ta nhất định sẽ trở về với nàng. Sẽ trở về với Rahula. Nàng hãy chờ ta. Kanthaka vẫn bình thường chứ? Tôi rất khỏe, vừa ăn một bụng đậu no. Ngươi có dặn dò điều gì chăng? Không phải ta, ta muốn nhờ cậu chăm sóc cho thái tử. Thưa, đây chính là công việc của thần mà. Thái tử đi đâu, thần sẽ theo tới đó, đi theo như hình với bóng vậy. Đúng vậy, nhưng bây giờ thì cậu phải ngày đêm theo sát bên thái tử. Có chuyện gì? Điện hạ muốn đi xa thật sao, thưa công chúa? Phải, chàng muốn đi đến một nơi thật xa. Cho dù chàng đi đâu, cậu và Kanthaka đều phải theo sát bên chàng. Có lẽ đêm nay các người sẽ lên đường. Trước khi đi tuyệt đối đừng rời hoàng cung. Dạ. Nhìn đi, em đã cột lại rồi. Giờ anh là của em. Lúc nào trong lòng cảm thấy bất an là ta đều lấy sáo ra cột. Ta là ai? Tại sao ta lại đến cõi đời này? Đôi tay con chúng ta có sức mạnh vô cùng. Tuổi của nó càng lớn, đôi tay sẽ càng khỏe mạnh. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, bắt người khác phải làm nô lệ hoặc chiếm rơi đầu của họ. Con người thì quá nhỏ bé, mà thời gian thì lại hung tàn tới như vậy. Lúc nào ta cũng phải tranh đấu. Tranh đấu để được du ngoạn khắp lãnh thổ. Tranh đấu với cha để tìm tự do cho chính bản thân mình. Ta không muốn làm vua. Ta chỉ muốn giải thoát những nỗi đau khổ này. Ta chỉ muốn được yên tĩnh thôi. Chẳng muốn đi đâu? Đến một nơi không có khổ đau, nơi chỉ có sự bình yên. Đi tìm một nơi để tu hành. Thiếp có thể chịu đựng được nỗi buồn chia ly, nhưng không nhẫn tâm nhìn thấy chàng đắm chìm trong đau khổ. Thiếp là một nửa của chàng, nước mắt của chàng cũng đang tuôn rơi trong lòng thiếp. Thiếp muốn ngăn cản không để chàng đi, nhưng lại chuẩn bị hành trang cho chàng lên đường. Mặc dù chàng vẫn chưa đi, nhưng thiếp đã mong đợi ngày chàng trở lại.
của bà xin đại hãy tha thứ cho ta. Chờ ta tìm ra câu trả lời, nhất định ta sẽ trở về. Con người không được mất được thân này, đang sống trong sự mù quáng, cùng chúng sinh lầm lạc giữa bóng tối vô tri. Ta không hề ích kỷ, chỉ muốn đạt được bình yên. Ta không hành chính pháp, cũng không hành phi pháp, chỉ mong cầu được giải thoát. Đau khổ, ưu sầu, sự bi thương và nỗi thù hận thoát ra khỏi những mối tình cảm này. Ta muốn chứng được giác ngộ và bình yên. Nàng hãy chờ ta, chờ ngày ta tìm ra chân lý. Ta đã làm tan giấc mộng của nàng. Vua Bá Bên, tháng ngày xa cách đối với nàng đó là sự thiệt thòi quá lớn. Chúng ta sẽ đi đâu thưa điện hạ? Đi về hướng sông Anoma, rồi từ đó đi qua đường biên giới Kabilavati. Thái tử đâu rồi? Tiểu Dương Tôn của ta xem ra còn đang ngủ rất say. Yasodhara, Yasodhara, sao vậy con? Sao con không tới cầu nguyện? Yasodhara, có chuyện gì vậy con? Chàng đã đi rồi. Ai đi? Thái tử. Chàng đã ra đi không trở lại nữa rồi. Siddhartha, Siddhartha đâu rồi? Yasodhara, chàng đã đi rồi mẹ. Rốt cuộc Siddhartha đã đi đâu? Sao không nói cho ta biết? Để ta cho người gọi đó. Người đâu?
mau triệu âm Jordana. À không, nói với ông ta phái binh lính đi. À mà không, cứ truyền ông ta lại gặp ta nhanh lên, nhanh đi. Chàng sẽ không trở về nữa đâu. Chàng nói, trước khi tìm ra câu trả lời cho cuộc đời này, chàng sẽ không trở về. Như vậy dưới là sao? Vấn đề của nó mới là vấn đề. Còn vấn đề của con hơn. Ai là người sẽ đứng ra giải quyết đây? Ta nghĩ nó nhất định sẽ quay về. Sao vậy thưa Dương Vinh? Dương đệ à, Niwashidatta đã trốn đi rồi. Yasudara nói nó đã bỏ tất cả chúng ta để ra đi. Rana đi cùng chứ? Dạ. Như vậy thì Dương Quân không cần phải lo lắng, thái tử sẽ trở về. Chỉ là vào rừng tu hành một thời gian thôi. Ai cũng muốn xoa dịu bi thương, tìm ra nguồn gốc của bi thương mới là nguyên nhân của sự ra đi này. Núi cao đường dài, cho đến chốn rừng sâu yên tĩnh. Ta chỉ biết có một cách có thể khiến người ta được bình yên, đó là tu hành. Phần hậu điện hạ, Hoàng hậu điện hạ, ngài mau tỉnh lại đi. Hoàng hậu điện hạ, mở mắt ra đi. Hoàng hậu điện hạ, ngài phải tỉnh dậy đi. Không có chuyện gì đâu. Hậu đi lấy nước đi. Để tôi đi lấy nước. Hoàng hậu điện hạ, người đi mở mắt ra đi. Hoàng hậu điện hạ, tỉnh lại đi. Hoàng hậu điện hạ, Hoàng hậu điện hạ, không có chuyện gì đâu. Hoàng hậu điện hạ, Hoàng hậu bình tĩnh đi. Siddhartha sẽ trở về đâu mà. Tỉnh lại đi, tỉnh lại. Siddhartha đâu rồi? Đã tỉnh rồi. Siddhartha đâu rồi? Không có chuyện gì đâu. Bệ hạ, bệ hạ, Siddhartha đâu rồi hả bệ hạ? Bệ hạ. Bệ hạ, cho dù có cố gắng thế nào đi nữa, con trai ngài nhất định sẽ trở thành một nhà tu khổ hạnh. Bệ hạ, Dương Vinh, Vinh sao vậy? Phải đâu? Sao đây? Dương Vinh, Vinh không sao chứ? Những dòng hồ nước đáng sợ đó. Đừng khóc nữa rồi, La, nín đi con. Cha ra đi chỉ muốn giải thoát nỗi khổ cho chúng sanh. Chúng ta phải ủng hộ cha con chứ. Ngủ đi con yêu, trời vẫn chưa sáng con à. Anh bạn, bao nhiêu năm nay ngươi đã tận lực phục vụ cho ta. Đêm qua ngươi còn chở ta đi từ hoàng cung đến bờ sông Anuma, chạy suốt đêm trường. Ngươi cũng luôn gần gũi bên cạnh ta. Ta mãi không quên sự yêu thương chăm sóc của ngươi. Nhưng mà giờ đây chúng ta phải từ biệt rồi. Thật không có nhiều, nhưng mà công chúa Yasodhara đã sai thần đi cùng ngài. Sao? Lẽ nào
Ngô Ba vẫn còn thức sao? Xin Điện Hạ thứ tội, nhưng mà tại sao ngài lại cắt tóc của mình đi? Xem kìa, tình cảm ngươi dành cho ta đã khiến cho ngươi đau khổ. Ta đã muốn rũ bỏ hết thảy mọi ràng buộc, thì còn quan tâm tới đầu tóc của mình làm gì? Tôi sẽ không để ngươi làm những gì đâu. Có nghĩa là ngươi cũng khiến cho ta đau khổ. Thật đứt đồ, không hiểu những lời ngài nói. Nhưng mà vì sao quyết định là phải cắt tóc chứ? Cắt tóc có nghĩa là bỏ đi tâm luyến ái nhiễm ô, từ bỏ dục vọng của thể xác. Ta đã quyết từ bỏ mọi ý niệm ham muốn vật chất. Ngươi có thể giúp ta được không? Đây là mệnh lệnh cuối cùng của ta khi còn làm thái tử. Govind bolo Hari Gopal bolo Radha Raman Hari Gopal bolo Govind bolo Hari Gopal. Đang làm cái gì vậy? Tum bhi bolo Govind bolo Hari Gopal bolo. Đừng nói lảm nhảm nữa. Sao sáng nay trong cung lại hỗn loạn hết cả lên vậy? Lúc đó thiếp thực sự rất muốn khua chiêng đánh trống để chúc mừng, sau đó bố thí thức ăn cho người nghèo, rồi còn cúng dường của cải cho Bà La Môn nữa. Hôm nay có chuyện gì vậy mẹ? Con thấy tâm tình của mẹ rất tốt. Đây, ăn bánh đi con. Hôm nay con không được từ chối đâu, biết chưa? Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Nè, phu quân cũng ăn một cái đi. Nói cho ta biết chuyện gì. Lời tiên tri của Asita đã trở thành sự thật. Sao hả? Siddhartha đã tu hành, dứt bỏ tất cả, cắt đứt mọi quan hệ. Nó nói không muốn gì nữa. Cánh cửa vận may to lớn của chúng ta đã mở rồi. Chuyện này thật hả Mandala? Ăn bánh đi. Nó đã muốn đi, đáng ra phải nên đi trước vậy hơn. Nhờ Dương quốc tan quan, về tay mình cũng vô ích. Hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi. Con vẫn cứ thiển cận như vậy sao? Phải nhìn vào đại cuộc chứ. Không có của cải thì đã sao? Chẳng phải Dương quốc này đang nằm trong tay con à? Một khi Siddhartha ra đi, con sẽ lên làm vua, còn lo gì mà không kiếm được tiền. Hai cha con ông đó hãy đến trước bệ hạ, sụt sùi khóc lóc một lúc, bệ hạ sẽ động lòng thôi. Bất luận là có của cải hay không, nhưng ngươi cũng đã để lại một báu vật thực sự rồi, Siddhartha. Đừng có đứng ở đây như trời trồng nữa, hãy mau làm theo những lời mà ta đã nói, đến trước bệ hạ khóc lóc sụt sùi đi chứ. Nhanh lên, đi đi con. Tiên Asita à, ngài đúng là không có gì mà không biết. Ngươi hãy mang về trao cho bệ hạ. Cha rất yêu thương ta. Thay ta an ủi và nhắn với người rằng ta muốn xoa dịu tất cả mọi khổ đau ở trên thế gian. Tìm ra câu trả lời rồi, ta sẽ quay trở về gặp gia. Thưa Điện Hạ, làm sao bị hạ khổ đau sốt tổng can? Nhưng thật biết phải an ủi như thế nào đây? Chính bản thân thần còn không cầm được nước mắt. Nếu như Hoàng hậu Điện Hạ hỏi thần, này chả na, sao chỉ một mình mới trở về?
Thật biết phải trả lời sao đi. Hãy nói với lệnh bà, đời người ngắn ngủi lắm, rồi cũng có ngày phải ly biệt thôi. Tung hành trong rực vô cùng cực khổ, ngày làm sao có thể ngủ dưới đất được. Đừng bi thương nữa Chanda, ta muốn sống cuộc đời của một người tu khổ hạnh. Tự mình cảm nhận mọi nỗi khổ đau, ta muốn tìm con đường giải thoát, cho nên ta mới từ bỏ những thứ vui Chanda. Đừng lo lắng cho ta nữa, người hãy trở về Kapilavatthu và nhớ là mang tin về báo cho mọi người biết. Điện hạ, ta không thể đi theo ngài sao? Người tu khổ hạnh không cần người hầu đâu Chana. Nhưng mà họ vẫn có đệ tử mà. Ta không phải là người thầy. Chờ khi ta giác ngộ rồi, ta sẽ báo cho ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi. Bây giờ ngươi hãy trở về. Đây là mệnh lệnh cuối cùng của ta. Chanh đời, trước khi ta trở về, hãy chăm sóc cho Kakaka thật tốt, giúp cho ta. Nhớ cho nó ăn uống mỗi ngày. Ngươi hãy đi đi, hai người còn phải đi quãng đường dài nữa. Đi đường bình an. Biết rồi cuộc sống sau này sẽ ra sao. Xem ra ngày tháng khổ cực vẫn chưa hết. Ngài ấy chỉ vào rừng thôi mà, có gì to tát đâu rồi sẽ trở về thôi. Không phải Chanh Na đã cùng đi với ngài ấy sao? Chẳng lẽ không chăm sóc được? Ngài đang đi Kataka, thế tự nhiên ngài không trở về được đâu. Chúng ta còn phải trở về Kapilavatthu. Đây chính là mệnh lệnh của Điện Hạ. Ta uống nước cũng còn không trôi, ngươi cũng không chịu ăn gì. Chúng ta đều rất yêu thương thái tử, nhưng mà bây giờ người đã đi rồi, chúng ta phải làm sao đây? Người hãy mau nói cho ta nghe đi Kataka. Ta phải trả lời thế nào mới thật nhất. Kapilavatthu đi. Và nếu như bệ hạ có hỏi Tại sao Điện Hạ không trở về cùng chúng ta, thì ta phải trả lời làm sao đây? Và nếu như công chúa Yashodhara hỏi ta, tại sao ta không đưa thái tử Điện Hạ trở về? Tại vương quốc Kosala, ta không để được nữa. Kapilavatthu đã thuộc về chúng ta rồi. Yusudhana và Kapsakya cũng đã nằm trong tay chúng ta. Vậy mà vẫn chưa nhận được tin tức quân của vua Bimbisara. Nhưng tâu mẹ hả, chúng ta có thể độc chiếm chiến lợi phẩm mà. Mất đi sự tín nhiệm của Magadha đó là chưa không bằng mất. Đánh thắng rồi mà lại không thấy một bóng người nào của tộc Sakya. Rốt cuộc Siddhartha đang bày mưu kế gì đây? Tham kiến bệ hạ. Tâu bệ hạ, tiền phương báo về Siddhartha Gautama của Kapilavatthu đã vào rừng tu hành. Cái gì? Sao chứ? Đúng vậy thưa bệ hạ, hắn đã rời Kapilavatthu vào rừng rồi. Tâu bệ hạ, đây là cơ hội quá tốt. Nếu như hắn ta trở về, thì dân chúng tộc Sakya nhất định sẽ phấn khích để chiến đấu chống lại chúng ta. Nước đó giờ này không còn ai nữa, còn ai có thể ngăn cản chúng ta chứ? Thưa bệ hạ, vua Suddhodana cũng đang bị trọng thương. Bây giờ lãnh thổ Sakya chính là của chúng ta rồi. Đại quân của vua Bimbisara đang ở đâu? Đang đóng ở Kapilavatthu thưa bệ hạ. Xem ra
ta không thể động đến tộc Sakya dù chỉ là một cọng cỏ. Siddhartha đi rồi, nhưng đại quân của Magadha vẫn còn ở Kapilavatthu. Hắn là đã dùng khỏi tập tây. Không đánh tộc Sakya thì lấy tiền đâu ra để trang trải chi phí cuộc chiến đi hả? Như vậy nghĩa là sao hả thưa bệ hạ? Siddhartha và vua Bimbisara là bạn thân giao, nên ông ta nhiều lần xuất quân bảo vệ Sakya. Vì sao ông ta lại làm như vậy thưa bệ hạ? Vua Bimbisara muốn lấy việc xuất binh để trao đổi với vua Suddhodana, mở ra một con đường giao thương mới để không còn đập thuế cho chúng ta nữa. Chúng ta tuyên chiến thì Siddhartha thắng mất rồi. Hắn giàu được xuất gia tu hành, còn chúng ta thì thảm bại. Anh là ai? Coi đi, người lên tiếng là con mồi của ta bay mất rồi. Anh là một nhà tu mà cũng săn bắn sao? Đây chỉ là ngụy trang thôi. Tôi là thợ săn, cải trang thành nhà tu tôi phải ăn mặc kiểu như vậy thì mới có thể lừa được con mồi chứ. Anh làm săn bắn sao? Nếu cứ như vậy chi vua làm sao tin tưởng người tu hành nữa chứ? Anh đang lạm dụng bộ y phục anh đang mặc. Mưu sinh ở trong rừng thì không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nếu như ta cho anh tiền để sống qua ngày, anh còn đi săn bắn nữa hay không?